Qua các bạn cái dòng phim của Mỹ mà mới triển khai thị trường Việt Nam, đó sản phẩm Solar FX, thương hiệu của Mỹ. Sản phẩm này được sản xuất tại Mỹ luôn, thì hiện tại đang được phân phối bởi American Care. Thì cái điểm khác biệt của cái dòng sản phẩm này thì Hưng Minh thì cũng triển khai rất nhiều dòng phim cách nhiệt rồi. Nên như các bạn biết thấy đấy, như thói quen của mình từ trước giờ là lên ô tô là thường là sẽ đeo kính dâm để nhìn cho nó dịu mắt. Nhưng mà thực ra thì với dòng phim này thì mình hoàn toàn là không cần phải dùng đến cái kính để lái xe nữa. Tại vì là cái độ dịu của phim nó rất là dịu. Rất là không, đặc biệt ngày hôm nay là nó nhiệt độ ngoài trời lên tầm khoảng 39-40 độ C. Nhưng mà các bạn nhìn qua cửa là nó không hề lóa một tí nào. Và như các bạn nãy nhìn video đó, mình quay ở ngoài trời là ở ngoài là hầu như ở trong như không nhìn thấy gì, một cái không nhìn thấy ở trong xe. Nhưng mà khi mà nhìn ở từ trong xe ra thì các bạn thấy là đây các mã sườn này, mình dán mã sườn 20 chẳng hạn. Ví dụ như các cái dòng phim kim loại và gì đó thì cái mã sườn 20 này thì nhìn ra nó sẽ hơi bị tối. Nhưng mà khi mà dán cái dòng phim ceramic carbon này thì nhìn ra rất là trung thực luôn. Đó, như là mã tầm khoảng 50 độ chuyển sáng. Đó, nó rất là dịu mắt và nó rất là trung thực. Đấy, và còn cái kính sườn sau, toàn bộ sau này mình dán mã 05. Tại vì nhà mình chở trẻ con thì biết nên mình muốn dán cái mã nó thật là mát. Thì mình nhìn thấy là ngồi trong nhìn ra ngoài vẫn rất ok. Đấy thì bây giờ là hiện tại bây giờ là khoảng 3:30. Thì ngày hôm nay thì là ngày 31 tháng 5 thì thời tiết Hà Nội cũng rất là nóng. Nó rơi khoảng 40 độ C ngoài trời. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là mình đang đi đường. Thì là thứ nhất là cái khi mà các bạn dán phim ấy, các bạn để tay lên trên bề mặt này thì các bạn sẽ cảm thấy là gì, phim mà nó không bị rát tay, không nóng rát tay xuống đây này, thì là cái phim đó nó tản nhiệt tốt và độ cách nhiệt nó tốt. Chứ bây giờ mình để xe đi trời nắng này là hầu như là rất là thoải mái. Và bình thường ấy, bình thường ngày trước ấy, khi mà mình đi xe ấy, các bạn nhìn thấy là cái điều hòa này ngày trước ấy thì khi mà mình dán xe mà không dán phim hoặc là xe mà dán phim ấy, bình thường mình đi mà trời nóng như thế này ấy, thì mình phải để nhiệt độ nó rơi tầm khoảng 22 độ 5 hoặc là đến 23 độ. Và cái mức gió này gần như là để lúc nào tầm mức 3 trở lên. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ để khoảng 24 độ 5 là nó rất là mát rồi. Điều này là nó chứng tỏ là gì, là khi đó khi mình dán phim cách nhiệt vào ấy, thì cái lượng điều hòa các bạn sẽ sử dụng ít hơn và cái xăng nó sẽ tiêu thụ sẽ ít đi, nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn cho bạn và cái tuổi thọ của điều hòa nó sẽ được kéo dài hơn. Đó, thì cái điều này nó đấy là một trong những cái tính năng mà của phim cách nhiệt. Nếu như mà dòng sản phẩm phim nó cao cấp thì thứ nhất là các bạn đi nó sẽ tiết kiệm xăng, điều hòa nó sẽ mát hơn và nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu cho bạn và điều hòa tuổi thọ nó sẽ dài hơn. Đấy, mình không phải cứ lúc nào cũng bật 22 độ hay 20 độ, thậm chí có những xe mình lên là bật 18 độ, bật quạt gió lên mức 3-4 U hết cả tai một cái U nó vẫn cứ nóng. Thì bản thân là cái phim cách nhiệt nó không giải tỏa được cái nóng ở trong xe ra ngoài. Đó, thì cái dòng phim cách nhiệt ceramic gốm này thì nó sẽ hấp thụ ở cách nhiệt ở trên bề mặt kính này và nó sẽ tản nhiệt dần ra. Đấy. Còn phim kim loại là gì, nó sẽ khi gặp ánh nắng mặt trời nó sẽ phản ngược hết toàn bộ lại. Nhưng phim ceramic carbon thì nó sẽ cho một số tia ánh sáng qua và nó sẽ hấp thụ trên bề mặt và nó tản nhiệt dần ra. Đấy, có thể nhiều khi bạn sờ tay vào đây nó sẽ là nóng này, nhưng mà khi bạn để tay ra đây là nó phải mát thì nó mới là hiệu quả. Đấy, đối với các bạn.